Rồi, đang ở sân bay Tân Sơn Nhất, mùa dịch. Tới đây bác Hai. Rồi, cháu gái bác Hai dễ thương quá. Đây là Sumo. Sumo ơi. À, bệnh nha. Bây giờ mình đang đi bắt bắt cua hả? Không, mình đi sân bay. Đi, chứ không phải đi bắt cua hả? Làm gì mà đeo dữ vậy? Thích đeo. Ở bác Hải phải mang. Ô, Sumo có trò chơi luôn ta. Sân bay đúng vắng luôn á. Mọi hôm ở đây đông như kiến luôn. Mà hôm nay vắng hoe kìa. Mọi hôm đâu được đậu xe hơi ở chỗ đó đâu. Bữa nay đậu xe hơi thoải mái luôn. Sân vắng tanh ai cũng sợ dịch hết đó mọi người à. Như vậy thì công việc ảnh hưởng rất là nhiều. Thu nhập giảm. Đúng là khó khăn thật rồi. Sumo bắn súng nước xong chưa? Không, không ai dám ghé hàng quán để uống nước luôn. Rồi không ai dám nói chuyện với nhau luôn, đứng gần luôn. Chỉ có tôi thôi. Cái gì con? À, Sumo đứng xa xa bác Hai ra nha. Ghê à. Mẹ mẹ mua cái chùm đầu đó ở đâu mà hay vậy? Đeo vô, đeo vô, đeo vô, đeo vô. Con ăn gì con à? Ừ. Đẹp đó. Rồi. Dễ thương. Xì dầu ôm đẹp. Xì dầu ôm đẹp. Đợt này là không ai dám chơi ơi. Dễ thương á, để có ai xem đi vòng coi. Khu vực này khu vực VIP. Nhưng mà cũng vắng cái tanh luôn, đóng cửa luôn rồi. Không ai đi nữa. Đó mọi hôm là đâu được đậu xe hơi đó, bữa nay mình đậu xe hơi đó được. Vắng tanh luôn, không có người. Rất là ít người. 100% đeo khẩu trang. Sumo tại sao đánh đầu em? Muốn bắt Hai xử lý hả? Anh ơi, ngồi lên xe đi. Anh chỉ là anh chuẩn bị nha. Hả? Ngồi chưa? Thôi, té em đó nha. Té em đó. Té em đó con. Có mỗi Sumo Diệu Anh là mang đồ bắt cua thôi. Oh no. Trời ơi, nhìn hành lý của Sumo Diệu Anh à. Chưa bao giờ đi máy bay mà nhiều vậy á. Nếu mà bình thường á, gửi ba cái thùng này không là hơn 1 triệu á. Bữa nay mùa dịch á, nó vắng á. Mang đồ thoải mái. Đổi vé thoải mái. Anh em, phải không? À, cái bao tay này hơi khó chịu nha. Lần đầu tiên bác Hai mang bao tay này khó chịu. Đi bắn xuống nước đi, bắn con. Bởi vì em đó. Sân bay mùa dịch. Sumo có nhớ nhà không? Bác Hai mất tiểu, mất tè mà không dám đi tè luôn. Sumo giờ sao đây? Ê, bắn vào cây đi. Thấy cái cây này bác Hai bắn được này. Ổn định không? Sumo có thấy hợp lý không? Không, phải đi vào kia kìa. Ừ? Đi vào kia kìa. Sân bay mùa dịch. Hello. Hello. Hello.
Sumo nhớ về nhà coi mấy cái clip mà mình đi chơi nha, đi Đà Lạt chơi đó, nhớ không? Rồi tắm vòi xịt nữa, nhớ không? Mai con nhận được bên đây chơi nữa. Rồi đi về nhớ bác Hai không? Khi nào nhớ thì bay vô vào nha. Khi nào con vào đây sân bay là con khóc rồi. Rồi nhớ mấy anh G, anh Ben, ba Hưng, anh Tín không? Rồi đi thôi. Nay mình đi Việt Nam Airlines hả? Ủa vậy là hôm bữa cái vé kia thì sao? Bỏ hả? Rồi đi. Bữa nay Việt Nam Airlines giá vé bao nhiêu? Bình thường là 2 triệu mấy vé, bây giờ có 700 ngàn vé, 700-800 ngàn vé. Trời ơi, tội nghiệp sân bay ông vắng tên luôn. Thất thu nghiêm trọng. Đây là Awa City. Tội nghiệp. Đi vô đây hả? Trước khi đi thì gọi cho ông cái. Nó không có ai sáng. Quấn đây em ơi. Quấn ở đây luôn hả anh? Vâng, quấn ở đây. Rồi, bye bye mọi người nha.